sĩ Đinh Lăng trải nghiệm du lịch sinh thái Chô Bư, nơi đây hội tụ, kết tinh giữa thiên nhiên, văn hóa và con người Tây Nguyên, nơi bỏ lại sau lưng lo toan của cuộc sống để hòa mình vào không gian thơ mộng của núi rừng. A Thác sĩ Đinh Lăng xin giới thiệu quý vị và các bạn huyền thoại về Chô Bư. Chô Bư theo tiếng Ê Đê có nghĩa là lũng cá lóc đá. Huyền thoại kể rằng ngày xưa, tại vùng đất nọ có một lần giàng làm khô hạn, mấy năm liền không cho một giọt mưa. Đất đai nứt nẻ không còn trồng tỉa được, ngay cả nước ăn cũng dần cạn kiệt. Người dân trong làng phải đi rất xa mới tìm được nước dưới những lòng suối sâu. Bao nhiêu lúa, ngô, khoai, sắn trong làng đều đã dùng hết. Người trong làng phải chia nhau vào rừng tìm rau, đào củ. Rồi chẳng mấy chốc rau củ trong rừng cũng hết, chim, thú cũng bỏ đi cả không còn gì để săn bắn. Già làng đã nhiều lần cúng tế bao nhiêu là trâu, bò, lợn, gà mà giàng vẫn không tỏ lòng thương xót. Không thể đợi lâu hơn được nữa, tù trưởng quyết định phải bỏ làng đi tìm đất mới và cả làng lũ lượt kéo nhau đi. Nhiều ngày trôi qua, đã rất xa nơi ở cũ nhưng rừng núi quanh họ vẫn chỉ một màu nắng cháy, cây cối xác xơ. Mọi người đều thấy mệt mỏi và chán nản. Chợt một sáng nọ, họ thấy trước mặt có một vùng cây xanh tốt. Mọi người không ai bảo ai cùng nhanh chân bước. Đến nơi, họ thấy đó là một khu rừng đất đai màu mỡ, cây cối tốt tươi. Lúc ấy, trời đã quá trưa, họ dừng chân ở một nguồn suối nhỏ bên một thung lũng lấp sấp nước. Trong lúc tìm cái lót ra, họ bỗng phát hiện trong thung lũng kia có rất nhiều cá lóc suối sinh sống. Mọi người lấy làm vui mừng, cùng nhau be bờ, tát cá. Khi nước cạn, họ bỗng lấy làm lạ vì cá ở đâu cứ như từ dưới đất chui lên, bắt mãi mà chẳng hết. Trưa hôm đó cả làng lại được ăn uống một bữa thật no nê. Rồi hôm sau cũng vậy, cá vẫn cứ như tự sinh ra trong thùng lũng. Cái bụng đã được no, cái chân không còn muốn đi xa thêm nữa. Lũ làng, ai ai cũng đã thấy ưng bụng với nơi ở mới này. Rồi họ phát hiện quanh đó có rất nhiều những nguồn nước mạch chảy tự nhiên, thật trong lành, mát ngọt. Lại còn có cả một dòng suối lớn quanh năm đầy nước thật thuận tiện cho việc lập buôn làng mới. Cho rằng giàng đã giúp mình, cả làng quyết định dừng chân cúng tạ và bắt tay vào việc lập buôn làng mới. Họ đặt tên cho buôn mới là Buôn Niêu và gọi dòng suối chảy qua làng là suối Enugol. Còn thung lũng đầy cá lóc suối đã nuôi sống lũ làng khi mới đến kia là U.